Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút trong đấu la đại lục. Như các bạn đã biết, để chuẩn bị cho quá trình trở lại Hải Thần Đảo, Đấng Tâm hiện tại đang rất giáo diết tìm hồn hoàn cho cây búa để hoàn thành nhiệm vụ mà Hải Thần giao phó. Cũng bởi vậy, sau khi đi vào tinh đấu đại xâm lâm, rất nhanh anh ấy đã liệp sát được 5 con hồn thú vô cùng cường đại. Qua đó, gia tăng cho Gạo Thiên Trùy liền lúc 5 cái hồn hoàn gồm 2 đen và 3 đỏ. Tuy nhiên, sau khi hấp thu xong liên tiếp 3 cái hồn hoàn tới từ 3 huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, mọi chuyện đã không còn suôn sẻ nữa. Bởi vì lúc này, Đường Tam đã bị Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết cản lại. Cũng bởi vậy, Đường Tam đã phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nàng. Và rốt cuộc, Đường Tam dưới sự truy đuổi của một vị thần, anh ấy cũng không thể thoát được. Tuy nhiên rất may, vào khoảnh khắc thập tử nhất sinh, Hải Thần đã một lần nữa xuất hiện và giúp anh ấy đỡ một kết cuối cùng của Thiên Nhận Tuyết. Nhờ vậy, Đường Tam cũng thoát được kiếp nạn này và sau đó cùng đồng đội chạy một mạch về Hải Thần Đảo để hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng. Lần này, Đường Tam đã không còn lựa chọn nào nữa, anh ấy buộc phải lấy được mạng của Thâm Hải Ma Kình, hồn thú có tu vi gần 100 vạn năm để lấy hồn hoàn và hồn cốt của nó. Có thể nói, mục tiêu của Đường Tam đã rất rõ ràng, thế nhưng muốn lấy mạng con hồn thú đã hoàn thành quá trình hóa long thì quả là điều không dễ dàng. Sức mạnh của nó chẳng khác nào một gã tuyệt thế đấu la 99 cấp, cho dù Đường Tam cũng bị nó tấn công rất dữ dội. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian hai bên chiến đấu căng thẳng, khoảnh khắc quyết định kết thúc trận đấu cũng tới. Lúc này, Đường Tam đã chính thức thi triển đại tu di trùy, sống như Đường Hạo. Anh ấy bắt đầu nổ tung cái hồn hoàn thứ nhất và thứ hai trên Hạo Thiên Trùy. Tới cuối cùng là thi triển ra toàn bộ thực lực. Nương theo đó, một hư ảnh chân thân khổng lồ tỏa ra một màu đỏ rực xuất hiện. Sau đó, cho nổ tung cùng lúc 6 cái hồn hoàn trên cây búa, Đường Tam dồn toàn bộ tinh khí thần vào một kích này. Cũng chính vì vậy, khi năng lượng khủng bố bạo phát, sát thần lĩnh vực của Đường Tam vì thế cũng xảy ra biến dị. Lúc này đây, thực lực của Đường Tam chính là thần cấp, xung quanh anh ấy tràn ngập hơi thở của Tu La Thần, khí thế của mạnh ấy không ngừng tỏa ra. Thế nhưng, ở phía bên kia, khí thế của Thâm Hải Ma Kình cũng chẳng thua kém. Từ sau lưng của hắn, một hư ảnh Thâm Hải Ma Kình cũng xuất hiện. Sau đó, một luồng lốc xoáy khổng lồ đã điểm bạo phát ra kết hợp cùng ma kình lĩnh vực đẩy lui khí thế kia của Đường Tam. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, một vụ nổ kinh người cũng liền bạo phát khiến trời đất lúc này như rung chuyển. Khi di tượng qua đi, ở Thâm Hải Ma Kình cùng Đường Tam cứ thế rơi xuống, thân thể cũng bị thương nghiêm trọng. Tuy vậy, trong lúc tỉnh táo, Đường Tam đã kịp dùng ra thủ pháp ám khí đồng môn, dùng 9 giọt máu của mình bắn thẳng vào trái tim đối thủ khiến nó nổ tung. Cũng vì vậy, Thâm Hải Ma Kình đã chính thức bỏ mạng. Nhờ thế, Đường Tam cũng có cơ hội hấp thu hồn hoàn của nó. Tuy nhiên, trong quá trình hấp thu, Đường Tam đã gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng khi năng lượng cuồng mãnh của sát thần lĩnh vực trong cơ thể tuôn trào tự như muốn áp chế lại năng lượng hải thần ở bên trong. Cũng bởi vậy, Đường Tam đã rất thống khổ. Tuy nhiên, tới cuối cùng, sau một đoạn thời gian hết sức vất vả, Đường Tam cũng thành công hấp thu hồn hoàn và hồn cốt của con hồn thú kia. Nhờ vậy, Hạo Thiên Trùy của Đường Tam đã có được hồn hoàn thứ 9, là một cái hồn hoàn 100 vạn năm có màu xích kim sắc. So với hồn hoàn thần cấp của Thiên Nhận Tuyết thì năng lượng sản sinh có vẻ thấp hơn một chút. Thế nhưng, Đường Tam cũng không biết, sở dĩ lúc trước, trong khoảnh khắc mình dùng Hạo Thiên Trùy đánh bại Thâm Hải Ma Kình, sát thần lĩnh vực đột nhiên xảy ra biến dị cũng bởi vì chân chính Tu La Thần đã tới và trợ giúp. Mà chúng ta phải biết rằng, Tu La Thần lại là một người quản trong tay tất cả sát khí trên thế gian. Thế nên, Tu La lĩnh vực màu đỏ như máu kia tựa hồ cũng áp chế hết thảy mọi thứ, cho dù là Ma Kình lĩnh vực cũng còn kém xa. Còn một điều đặc biệt nữa, Tu La Thần hiện tại còn là thần vương, một trong 5 vị chấp pháp giả ở tại thần giới. Và trong 5 vị đó, ông cũng là một trong những người sở hữu sức mạnh cường đại nhất. Bởi vậy, có sự trợ giúp của ông, Đường Tam sao có thể không chiến thắng được cơ chứ? Có thể nói, nhờ sự giúp đỡ của một vị thần vương, Đường Tam mới đánh bại được Thâm Hải Ma Kình và có được hồn hoàn thứ 9. Qua đó, với số lượng hồn hoàn kinh khủng trên Hạo Thiên Trùy, gồm 4 đỏ, 4 đen và một ám xích kim sắc, Đường Tam đã khiến cây búa kia trở thành vũ hồn có lực lượng bạo phát mạnh nhất trên toàn đại lục, đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.